4 xích à? Ôi quá, vừa đi chơi xong lại đi ra chợ đây. Hôm thấy để ở vườn Tuấn Dâu đây. Âm thầm sáng tác đây. Cách ấy rồi là phải biết. Dọn cỏ, chuyên dọn cỏ à? Cắt cỏ cho đàn bà rồi. Ôi cái đấy nó mới nhú lên là rát lắm, cứng đúng không? Rát như đàn bà nó bị sướng. Bọn trẻ nó sợ rát, nhưng bọn nó để 2-3 đứa rồi nó sợ. Càng rát càng thích à? Bắt đầu đeo bao vô loại sần. Cô gai à? Gai. Càng đấy à? Hôm này săn ở đâu mà nhìn oách ghê nhỉ? Đâu à? Bạn cái đẹp không ơi? Ôi trời ơi, kéo cùn quá, chết rồi. Kéo cùn quá. Thế mà cắt đến lông. Thế phải giữ. Cái đấy bao nhiêu đấy người nhân? 2 triệu. Thế anh ơi. Đấy, ngồi phải giấu trong này để cắt thế này. Có dám công khai đâu. Đấy, keo liền sẹo chất lượng cao đấy à? Đấy, đúng chuẩn chứ. Trời toét ra rồi, xong rồi xóa dấu vết à? Được phết đấy, có đấy hay đấy. Hay đấy. Thế còn em này thì bao nhiêu? Con này cũng 2 triệu luôn. Cũng 2 triệu à? Biết hồng đấy. Có cả bể cổ luôn kìa. Không đi chơi triển lãm nữa à? Sư ơi, xanh anh. Đấy, lại nhìn thấy ngon rồi đấy. Không về. Không vào mắt à? Quê là không thích à? Quê là chán mẹ quê. Chú là lại thích đúng cây đẹp rồi. Chết thật. Đồ này cứ mang ra chợ khó nghĩ lắm. Bao nhiêu nghệ nhân? 4 xích à? Quá à. Vừa đi chơi xong lại đi ra chợ đây. Hôm thấy để ở vườn Tuấn Dâu đây. Sáu vậy anh em hỏi nhưng mà không quyết được. Nhiều người hỏi nhưng mà không quyết được nghe. Mà bé đính sinh nó sạch. Bao nhiêu năm u biếu kín như này. Đồ xịt xòa. Hôm nay dễ mất cây lắm. Alo. Ấn lại cái van đi. Ấn lại đi. Của các cụ đấy. Ấn lại vài lần cho nó nảy lên. Cho nó nảy lên là được. 4 xịch. À, cụ mua cây sung rồi. Đấy. Đẹp quá, tân này bán được cây sung rồi. Đấy. Như chở cháu ấy nhỉ. Đấy, chở như chở cháu kìa. Đẹp đấy, cái này có cái đoạn này đẹp đấy. À, ok. 2 triệu bạc con xanh này thì chẳng mua cái gì. Chơi gái bao nhiêu cũng được. Ê. Đẹp đấy, tí nữa cắt xong rồi để lên cao lên. Này đổ gỗ có rồi. Gỗ thơm. Bộ tam đa.
tinh xảo phết chứ nhỉ. Đấy, đồ gỗ này, đạt ma tổ sư này, nhiều cái hay phết nhỉ. Hương à, đi qua đây là thấy thơm rồi. Này, kiếm cái để ô tô, kiếm cái để ô tô cũng được. Rất nhiều đồ này, vòng tay, mùi rất thơm nhá, mùi thơm. Nhẹ, thơm. Bách xanh cơ à? Rồi bách xanh cơ à? Cái bách xanh đấy bao nhiêu bác? Hôm nay là 350. 350.000 á? Bách xanh mà rẻ thế á? Đấy, không phải, tức là nếu mà ở cửa hàng người ta bán 350. Mình ở đây là mình nhà sản xuất là mình bán trong chỗ là đây là hương hả bác? Đây là hương à? Bách. Đấy là Ngọc Am á? Thơm nhỉ? Ngọc Am này bao nhiêu bác? 300 à? Được. Toàn gỗ quý. Đấy, anh em thấy rẻ lắm. Đẹp. Hỏi thử tí anh em ạ. Thấy thơm thế ấy thì chơi thôi chứ chắc là chuyên nghiệp thì không, sẽ không đấy, phải thẩm định à. Nguồn gốc xuất xứ, chủng loại. Cái xanh quê này hay phết này cả nhà. Còn đá nó hơi nặng tí thôi. Được. Đây, em này được quá này. Hôm nay hỏi và giao lưu được. Si Ngọc Mai. Cái xi này là cái chậu nó không hợp thôi, nhưng cái dáng nó cũng tương đối là hơi tầm cao á. Có lẽ là vào cái chậu sâu lòng hơn thì đẹp. Đây là một cây cút Nam Điền. Cái này là gì mà vân nó đẹp vậy bác nhỉ? Ờ, chưa về ai chưa. Dạ. Vân nó đẹp nhỉ bác, cái này là gỗ gì? Rồi, chưa đi, chưa được tính. Chưa mà, nó không có gì cả. Ôi, con này nặng hết. Nặng. Cái này nhẹ. Cái này là gỗ gì bác nhỉ mà nó vân nó đẹp nhỉ? Cái đấy là nó làm chắc. Chắc à? Chắc gì, chắc nghệ à? Chắc này là kiểu đây, chắc này chắc nghệ, màu của chắc nghệ vào đấy, đây chắc này chắc thân à. Như cái này thì bao nhiêu anh? 300.000. Thế thì loanh quanh toàn 300 nhỉ, khoảng 300. Đây cái này nhìn gỗ quẩn quen quen kiểu với bách xanh hay cái gì nhỉ? Còn gỗ quý đùa đâu. Được nha. Lên tuyết này. Ông lại để cái xe nào thì thơm. Thơm. À đấy, chặt biểu diễn luôn à. Nó bỏ cái gỗ ra chặt. Thơm.
thì cho vào túi đi. Có bao cơ. Đây là gỗ gì bác? Gỗ xa xa xị. Xa xị đấy đâu. Nhẹ mà. Ờ đúng rồi, cái này bọn nó hay làm kỷ để ấy đây. Cái nhà. Ôi nhỉ, mùi như hạt dổi. Mùi như hạt dổi. Cái này là gỗ hương. Ui, tinh dầu nó sộc à. Xá xị. Thế Hoàng Am. Đúng không? À, xá xị anh. Ôi giời, mùi hương mới xá xị bây giờ. Mùi nó còn còn xe được không nhỉ? Quá được. Xe. Mùi hương nó còn mạnh hơn cả dầu. Mùi gần giống hạt dổi. Gần giống hạt dổi nữa. Thơm thế. Không chặt ra này để đấy. Mùi như dầu gió luôn. Này, cho miếng. Đấy, tươi. Tươi luôn đây này, nhé. Tươi. Xin cục này đút túi. Thơm người. Ngâm hóa chất. Đây, ta làm miếng. Dầu châu thuốc. Châu đây, cái miếng là miếng ăn châu đây. Châu thuốc. Toàn gỗ quý mà có mấy trăm nghìn đâu không ạ? À. Ba hôm nay cho nhìn công này này, đồng tinh xảo đấy. Kiếm mấy miếng kia ngửi cho thơm. Đấy. Ngọc Am với lại Bách Xanh nhé, có 300 nghìn một tượng kìa. Ông Thọ. Thì đâu chắc là táp vào chứ phải gỗ đâu. Đây à. Đấy là cái gì đây? Mùi này nó như kiểu cho thịt bò hay sao anh ạ? Nó giống hạt dổi. Ờ đấy, mùi hạt dổi đúng không anh? Nhưng mà nó mạnh hơn. Cái này là cho vào nồi thằng cố đây đúng không?